Xin chào quý khán giả thân thương của Chuyện Showbiz được phát trên kênh YouTube Sài Gòn TV Entertainment. Chương trình giải trí thứ bảy cuối tuần hôm nay có rất nhiều thông tin hấp dẫn về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình thôi nào. Hoa hậu Mai Phương Thúy xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm chức năng sai sự thật. Vion gửi đơn tố cáo nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bức xúc khi nhận tin nhắn xin tiền từ thiện. Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Thái Lan bất ngờ qua đời. Netflix gỡ bỏ phim Thai Gap vì có đường lưỡi bò phi pháp. Như thường lệ, Chuyện Showbiz mở đầu bằng thông tin về nghệ sĩ trong nước. Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19 đang có những chuyển biến phức tạp, Hoa hậu Tiểu Vy đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện để trao tặng 3 tấn gạo cho người vô gia cư, người lao động nghèo tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hành động đẹp và ý nghĩa của nàng hậu tiếp tục lan tỏa những tấm lòng yêu thương dành cho cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết chống dịch bệnh. Nhìn những hình ảnh Tiểu Vy ăn mặc giản dị, ngồi trên chiếc xe máy với nhiều bao gạo chở đi trao tận tay cho người dân, ai nấy cũng không khỏi xúc động. Nàng hậu cho biết, một buổi tối ra đường vì thấy có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nên muốn làm một việc gì đó để chút san sẻ với mọi người, trao tận tay từng phần gạo vì mới cảm nhận được mình quá may mắn. Người đẹp sinh năm 2000 hy vọng một chút tấm lòng nhỏ của mình sẽ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng giữa mùa dịch. Được biết, hoạt động thiện nguyện này Tiểu Vy đã thực hiện vào ngày 28, 29, 30 tháng 6 vừa qua. Mỗi ngày, cô sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối cùng với một số bạn bè của mình chở gạo trên xe máy, chạy khắp các con đường ở thành phố Hồ Chí Minh để phát cho người lao động nghèo. Nàng hậu tiết lộ, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, cô và những người bạn của mình đều trang bị đầy đủ bao tay, khẩu trang, nước sát khuẩn. Trước đó vài ngày, Tiểu Vy cũng đã tham gia chiến dịch tình nguyện, hướng dẫn người dân làm thủ tục và giải đáp các thắc mắc cho họ khi đi tiêm vaccine phòng dịch. Những hành động của cô đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi và sự yêu mến từ khán giả. Mới đây, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên, nóng hơn cả thông tin quan trọng này có lẽ chính là sự xuất hiện của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại sự kiện buổi tối. Ai cũng ăn mặc bảnh bao, phong độ, thậm chí thì một số người còn diện những món phụ kiện nếu được bóc giá ra sẽ gây choáng. Vẫn như mọi khi, Quang Hải gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ ngoài đẹp trai của mình. Tuy nhiên, lần này điều khiến dân tình chú ý hơn cả chính là chiếc nhẫn vàng to bản lấp lánh đang ngự trị trên ngón áp út của chân sút sinh năm 1997. Được biết, đây là thiết kế đến từ thương hiệu Cartier có tên là Patrice de Cartier Ring, đang được bán với giá sương sương là 22.800 đô, gần 525 triệu đồng. Chưa hết, cũng trên tay của Quang Hải còn đeo chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex Thụy Sĩ, có giá không dưới vài trăm triệu đồng. Trong sự kiện lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, ông Park và Duy Mạnh hay Xuân Trường cũng có mặt. Nếu các học trò diện sơ mi trắng thanh lịch thì vị huấn luyện viên người Hàn lại chọn cho mình một bộ vest xám trẻ trung. Đặc biệt, điểm nhấn của bộ đồ Park Hang-seo mặc chính là chiếc thắt lưng Hermes với biểu tượng hình chữ H quen thuộc, có giá khoảng 20 triệu đồng. Vốn có vợ nghiện đồ hiệu nên cầu thủ Duy Mạnh nghiễm nhiên cũng được Quỳnh Anh đầu tư cho ăn diện tại những sự kiện quan trọng liên quan đến bóng đá. Lần này tuy ăn mặc đơn giản nhưng ông bố một con cũng không quên nhấn nhá vẻ ngoài của bản thân bằng chiếc túi cầm tay đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Được biết, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới, những lá thăm mây rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam ở bảng B chung với các đối thủ lớn như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Hy vọng với sự tin yêu và ủng hộ của khán giả cả nước, đoàn quân áo đỏ của Việt Nam sẽ luyện tập thật tốt để tỏa sáng hơn nữa tại giải đấu mang tầm cỡ quốc tế này. Suốt thời gian vừa qua thì không ít nghệ sĩ Việt đã khiến cho netizen thất vọng vì hành vi PR bẩn nhận quảng cáo sản phẩm quá lố hay không rõ nguồn gốc. Và mới đây nhất thì dân tình lại được một phen nháo nhào khi phát hiện Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong hàng loạt bài PR cho một sản phẩm giảm cân đang bị tít còi. Và ngay sau khi rầm rộ sự việc trên, sáng hôm qua, Mai Phương Thúy đã chính thức lên tiếng nhận lỗi với khán giả. Cụ thể, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã dẫn link bài báo cùng lời xin lỗi chính thức trên trang cá nhân. Sáng sớm đọc được tin này, Thúy rất bất ngờ. Nếu sự thật đúng như những gì bài báo nêu, thì Thúy rất thất vọng và hối hận. Là người nổi tiếng, Thúy ý thức được trách nhiệm của mình đối với mỗi phát ngôn và hành động. Giờ nhìn lại, thực sự thấy mình đã sai. Thúy xin được gửi lời xin lỗi chân thành và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để giúp xử lý đúng mực những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Trước đó vào tháng 3 năm 2021, Mai Phương Thúy xuất hiện trong video bí mật giúp Hoa hậu Mai Phương Thúy có vóc dáng chuẩn. Tại đây, cô cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho sản phẩm giảm cân này. Không chỉ có Mai Phương Thúy, Hoa hậu Hương Giang cũng là nghệ sĩ nhận PR cho sản phẩm giảm cân này. Cô còn phát livestream quảng cáo về công dụng thần kỳ của sản phẩm, cũng như thành phần từ thiên nhiên rất an toàn, đốt mỡ, ngăn chặn tích tụ và không cho mỡ quay lại. Dù xuất hiện cùng Mai Phương Thúy trong các đoạn clip quảng bá cho sản phẩm này, nhưng hiện tại Hương Giang vẫn giữ thái độ im lặng. Nhiều người cho rằng Hương Giang phải lên tiếng giải thích rõ ràng. Hiện sự việc tiếp tục là một hồi chuông cảnh tỉnh gửi tới các nghệ sĩ, những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng trong việc nhận lời PR, quảng cáo sản phẩm. Rạng sáng hôm qua, khắc Việt bức xúc gọi tên Cao Thái Sơn trên trang cá nhân vì liên quan đến ồn ào bán hai ca khúc Yêu Thương Quay Về và Bình Yên Nhé cho Natalie. Anh cho biết đã tôn trọng nói chuyện với Cao Thái Sơn, nhưng nam ca sĩ lại cắt hình ảnh cuộc trò chuyện đó lên trên Facebook mà không rõ thời gian, khiến cho nhiều người hiểu lầm. Trên trang cá nhân, khắc Việt bức xúc khi Cao Thái Sơn chơi xấu với mình khi anh lại cắt hình tôi và anh nói chuyện với nhau lên Facebook không rõ thời gian cuộc nói chuyện lên. Khi anh biết Nathan muốn mua bài, sao anh không mua hát tiếp đi? Anh hát dù đi kiếm tiền bài của tôi bao lâu nay rồi, không gia hạn hợp đồng, không ý kiến gì cả. Anh lên Facebook viết status về tình nghĩa gì, anh nuôi tôi ngày nào. Điều đáng nói, khắc Việt liên tục khiến dân tình quan tâm hơn đó là kể chuyện quá khứ nam ca sĩ Con Đường Mưa này từng ép giá ca khúc hit Quên với giá chỉ 500.000 đồng vào năm 2009 và sử dụng suốt ca khúc đó trên sân khấu tới nay nhưng không hề trả tiền. Đồng thời, nam ca nhạc sĩ cũng không ngại tuyên bố Cao Thái Sơn đây giả tạo. Xuất hiện dưới phần bình luận của bài đăng này, phía nam ca sĩ người mẫu Nathalie cũng bất ngờ khi biết vẫn còn mua sót ca khúc hit Queen do khắc Việt sáng tác và anh đã đặt gạch lập tức đòi sẽ chuyển khoản tiền trong nay mai. Nửa đêm chưa kịp ngủ đã phải hóng biết căng đét, netizen lập tức xôn xao bàn tán. Người thì binh vực, người lại chỉ trích Cao Thái Sơn khá nặng nề. Tuy nhiên, đáng chú ý giữa ồn ào này, netizen đều đồng loạt nhắn nhủ tới nghệ sĩ Vbiz. Sau đăng phút vào giờ hành chính đi nha, chứ nửa đêm 12 giờ một giờ khuya khoắt lại đấu tố nhau thế này thì dân mạng lại phải thức đêm hóng drama, mất công skin care quá. Giữa ồn ào khắc Việt tố Cao Thái Sơn từng ép giá hát chùa ca khúc do mình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng lên tiếng về chủ đề này. Trưa hôm qua, Nguyễn Văn Chung đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái và thẳng thắn cho biết chuyện ép giá khi mới vào nghề gần như là điều đương nhiên mà các nhạc sĩ mới còn non nớt phải chấp nhận. Thừa nhận bản thân từng bị ép giá, song Nguyễn Văn Chung lại có quan điểm: mình vẫn rất biết ơn những người đã ép mình vì họ đã cho mình cơ hội và kinh nghiệm làm nghề. Mối quan hệ trong nghề và số tiền ít ỏi kiếm được lúc đó, đối với mình lúc đó và thậm chí cả bây giờ, cơ hội quan trọng và đáng giá hơn tiền. Dòng trạng thái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận được sự đông đảo quan tâm của cư dân mạng, nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với quan điểm làm nghề của anh. Vào sáng hôm 1 tháng 7, hơn 300 cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để đồng hành cùng công tác chống dịch. Tất cả ekip đều mặc áo blue trắng, đi từ sân bay Nội Bài đến thành phố Hồ Chí Minh. Hành động đẹp tưởng chừng như chẳng có gì đáng để tranh cãi, thì mới đây trên Facebook cá nhân, Bảo Nhân, đạo diễn của loạt phim Ăn Khách Gái Già Lắm Chiêu, vừa có dòng status tỏ ý thắc mắc về trang phục của đoàn y tế tiếp viện. Theo đó, trên Facebook cá nhân của mình, vị đạo diễn của loạt phim Ăn Khách có doanh thu trăm tỷ đã tỏ ý không đồng tình với việc mặc áo blue trắng ra sân bay. Anh viết: tại sao mặc áo blue trắng đi ra khỏi bệnh viện rồi còn đi ra sân bay vậy nhỉ? Có ai hiểu quy tắc của việc mặc áo blue trắng không nhỉ? Sau đó, một cư dân mạng lên tiếng góp ý nhắc nhở vị đạo diễn này rằng các bạn không phải y bác sĩ, các bạn chỉ là các kỹ thuật viên và ngay lập tức khi rời máy bay thì tới nơi để hỗ trợ ngày hôm qua em ơi, nên ủng hộ chứ đừng mỉa mai như vậy. Ngay lập tức đạo diễn Bảo Nhân trả lời lại: kiến thức thấp. Được biết, trước khi bén duyên với nghề đạo diễn và thành công với series Gái Già Lắm Chiêu, Bảo Nhân từng có thời gian hoạt động trong ngành y khi làm bác sĩ thẩm mỹ. Do vậy, việc nam đạo diễn đưa ra thắc mắc chuyện mặc áo blues ngoài cộng đồng của đội ngũ y tế Hải Dương cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong bối cảnh cấp bách khi cả nước phải gồng mình chống dịch Covid-19, việc soi mói quá mức về hình thức thực sự không cần thiết. Bên cạnh đó, thái độ có phần chua ngoa không xem trọng người hâm mộ của nam đạo diễn cũng khiến cho dân mạng không hài lòng. Hiện tại, Bảo Nhân đã xóa bài viết gây tranh cãi này. Trang cá nhân của ca sĩ Vy Oanh lại khiến cho fan náo loạn khi đọc được thông tin cô cho biết cô đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên công an thành phố Hồ Chí Minh. Phía cơ quan chức năng hiện đã tiếp nhận và chuyển đơn đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết theo đúng quy định.
Theo thông báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh có nêu nội dung tố cáo của Vy Oanh như sau: bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm bà Mỹ Oanh, tên thật của ca sĩ Vy Oanh là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia. Ngày 25 tháng 5, bà Phương Hằng tiếp tục livestream phát ngôn có tính chất xúc phạm bà Mỹ Oanh hơn. Từ đó, nhiều đối tượng đã lập nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video livestream của bà Hằng phát ngôn vu khống bà Mỹ Oanh và làm video đặt tiêu đề để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ bà Mỹ Oanh. Không dừng lại ở đó, bên cạnh đơn tố giác trên, Vy Oanh cũng thông qua luật sư gửi đơn kiện bà Phương Hằng ra tòa vì hành vi livestream xuyên tạc, vu khống, chửi rủa, xúc phạm nhiều cá nhân, trong đó có cô. Theo nữ ca sĩ, nữ doanh nhân đã dẫn dắt dư luận sai sự thật theo sự vu khống của mình, khiến cho những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp. Sau khi nộp đơn kiện, nữ doanh nhân đình đám vì có những mâu thuẫn trong thời gian qua. Ca sĩ Vy Oanh tiếp tục gửi một bức tâm thư đến khán giả. Nội dung trong thư, cô khẳng định không có bất kỳ mối liên quan nào khác với các đại gia và quan trọng hơn hết là bản thân cô không hề đẻ thuê. Hiện thì những ồn ào liên quan đến Vy Oanh và nữ CEO của khu du lịch Đại Nam vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ Vy Oanh đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân Thành Đạt và các con khấu khỉnh. Cô còn được biết là đại gia ngầm của Vbiz khi sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Hồng Nhi xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng khối tài sản kết xù không phải dạng vừa đâu của nữ ca sĩ xinh đẹp này nha. Năm 2013, Vy Oanh bắt đầu nổi lên nhờ việc cho ra đời loạt sản phẩm gắn mác tiền tỷ như MV Fly và Đồng Xanh. Đặc biệt, trong MV Fly, nữ ca sĩ thể hiện độ chịu chơi khi quay cảnh chiếc xe treo 2.000 bóng bay lên không trung. Ngoài ra, người đẹp cũng mạnh tay thuê xe container và dàn xe chở gần 200 người từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa, Phú Yên để có những thước phim hoành tráng nhất. Mặc dù hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng, Vy Oanh vẫn được biết đến là đại gia ngầm của showbiz khi sở hữu biệt thự khủng xe hợp bạc tỷ. Một minh chứng cho khối tài sản kết xù của cô chính là căn biệt thự rộng hơn 1.400 m². Trước đó, hồi tháng 9 năm 2018, Vy Oanh chia sẻ thông tin về việc bán căn nhà tại mặt tiền tọa lạc ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị lên đến 40 tỷ đồng. Không chỉ ở nhà biệt thự, Vy Oanh từng chi hơn 7 tỷ đồng để sở hữu một chiếc xe ô tô hiệu sang trọng. Ngoài ra, gia đình cô cũng sở hữu nhiều xe hợp hạng sang khác. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, dòng ca Đồng Xanh thường khoe những món phụ kiện tiền tỷ. Nhiều người đồn đoán chiếc nhẫn kim cương mà cô sở hữu có giá trị lên đến 22 tỷ đồng. Ngoài ra, người đẹp còn có bộ sưu tập nhiều túi hiệu có giá đắt đỏ đến từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Mới đây, Vy Oanh đăng đàn phán bác lại ý kiến cho rằng cô keo kiệt khi chỉ ủng hộ 5 triệu đồng cho quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Nữ ca sĩ chia sẻ, tôi không cần màu mè hay nổi tiếng thêm, không cần khoe ra mình làm từ thiện bao nhiêu hay phải đúng dịp gì, thiện nguyện là từ tâm. Câu chuyện từ thiện xuất phát từ tâm dường như đang trở thành áp lực của người giàu hay là người nổi tiếng khi họ thường gặp phải những bình luận kém duyên, kiểu như là anh hay là chị đã từ thiện chưa, có nhiều tiền mà không đi làm từ thiện đi. Tại sao giàu thế mà chỉ giúp được vài triệu? Đó cũng chính là tâm tư của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng, nổi tiếng với ngôi biệt thự 200 tỷ và lối sống xa xỉ. Anh vừa có chia sẻ quan điểm về việc người giàu làm từ thiện trên bay hơn 178.000 lượt theo dõi của mình. Xin được lược trích status của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ như sau: từ thiện không phải nghĩa vụ của người giàu. Cứ hễ ở đâu có sự hưởng thụ là y như rằng nơi đó có những thành phần vào bảo từ thiện đi. Từ mua nhà, mua xe, đám cưới, sanh con, cho đến cái việc cõng con như mua đồ cho con chó mình nuôi ăn, cũng vào hỏi đã từ thiện chưa. Đó đâu phải nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi có làm các bạn ạ. Có hết đó, hầu hết chúng ta đều có một đôi lần làm từ thiện trong đời. Nhưng cho dù chúng tôi không làm thì cũng không có tội. Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều tin nhắn xin tiền từ những người đang ở cái tuổi rất khỏe mạnh. Tôi nghĩ ở tuổi họ tôi đã cực biết bao nhiêu để làm ra đồng tiền. Còn họ thì chỉ việc thảnh thơi nhắn vài ba chữ là có tiền. Nếu tôi cho thì tôi bậy quá. Tóm lại, tiền là của chúng tôi cực lắm mới làm ra, nên chúng tôi có quyền cho hay không cho, đừng ép. Được biết, doanh nhân Quốc Vũ và vợ là ca sĩ Đoàn Di Băng có cuộc sống rất thành đạt và hạnh phúc. Cặp đôi này từng gây chú ý khi chi 3 tỷ đồng tổ chức đám cưới rình rang không thua kém đám cưới của ngọc nữ Tăng Thanh Hà vào năm 2012. Ngoài ra, đại gia Quốc Vũ còn không tiếc tay xuống tiền tặng vợ những món đồ khổng lồ như biệt thự triệu đô, siêu xe hàng chục tỷ đồng, đồ hiệu đếm không hết. Hiện tại thì hai vợ chồng anh đang sinh sống trong căn villa rộng tới 640 m², trị giá gần 200 tỷ đồng do nhà thiết kế Thái Công làm nội thất với chi phí 7,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngay phía dưới bài đăng của doanh nhân Quốc Vũ, rất nhiều người đã đồng tình với quan điểm của anh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số khác lại cho rằng từ thiện là sự thể hiện tình cảm giữa con người với con người. Một chút chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong khối tài sản lớn của anh thực sự không đáng là bao. Còn quý vị thì có đồng ý với quan điểm của chồng nữ ca sĩ Di Băng hay không? Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ của quý vị nha! Quý khán giả thân mến, ngày hôm qua, hàng loạt các tờ báo hàng đầu Thái Lan đã đưa thông tin gây sốc.
hoa hậu chuyển giới đầu tiên của nước này là Thanapol Wongprasert đã qua đời, hưởng dương 47 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cô đã để lại vô vàn sự tiếc thương từ người hâm mộ. Thanapol Wongprasert chính là mỹ nhân đầu tiên đăng quang ngôi vị hoa hậu cuộc thi Miss Tiffany's Universe tổ chức vào năm 1998. Cô gây thiện cảm với người đối diện với vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm, nhưng ẩn sâu bên trong tâm hồn chính là sự mạnh mẽ và quyết đoán, luôn đấu tranh cho sự bình đẳng giới. Trên fanpage của trang Miss Tiffany's Universe, ban tổ chức đã bày tỏ sự xót xa, đồng thời tôn vinh người đẹp trong suốt những năm qua, luôn là nhân vật truyền cảm hứng thúc đẩy việc bình đẳng giới. Về nguyên nhân sâu xa liên quan tới cái chết của Thanapol Wongprasert, trang Ministry Beauty Pageant Thái Lan tiết lộ rằng cô hoa hậu mắc chứng trầm cảm. Trên mạng xã hội, hàng trăm lời bình luận gửi lời tiếc thương đau xót dành cho Thanapol. Những hình ảnh lộng lẫy cuối cùng của người đẹp cũng đã được người hâm mộ đồng loạt chia sẻ. Trưa hôm qua, công ty History TNC cho hay, Son Jung-ki, nam tài tử đình đám của làng giải trí xứ Kim Chi đã dừng mọi công việc, tự cách ly tại nhà vì từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19. Theo đó, Song Joong-ki đã quyết định tạm ngưng tất cả mọi lịch trình làm việc và cách ly tại nhà. Nguyên nhân là do anh đã từng gặp gỡ một bệnh nhân nhiễm COVID-19. Người này đã phát hiện bị bệnh vào ngày 30 tháng 6. Cho đến trưa ngày hôm qua, ngày 2 tháng 7, nam diễn viên và ekip đã được xét nghiệm và nhận kết quả âm tính. Dù vậy, Song Joong-ki vẫn phải cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân, những người xung quanh, cũng như tuân thủ quy định phòng chống dịch. Tin tức trên một lần nữa đưa Song Joong-ki vào top chủ đề quan tâm nhất tại xứ Kim Chi. Sáng ngày hôm qua, phía tài tử 36 tuổi cũng vừa đưa ra thông báo chính thức xoay quanh lùm xùm xây nhà cửa tác động xấu hàng xóm ở Itaewon, quận Jongsan, Seoul, Hàn Quốc. Được biết, khu đất này được Sao Phim Hội Về Mặt Trời mua vào năm 2016 và tiến hành xây dựng vào tháng 2 năm ngoái. Những người dân sống gần khu vực nhà của Song Joong-ki đã khiếu nại vì cho rằng quá trình phía tài tử 36 tuổi xây dựng nhà đã xuất hiện nhiều vấn đề về an toàn và tiếng ồn. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, phía công ty quản lý của Song Joong-ki cũng nhanh chóng lên tiếng. Họ cho biết đã đệ trình kế hoạch sửa đổi con đường cho các bộ phận liên quan vào ngày 1 tháng 7 và hứa hẹn sẽ khôi phục con đường về tình trạng ban đầu sớm nhất. Được biết, đây là vụ khiếu nại ồn ào đầu tiên trong sự nghiệp của Song Joong-ki kể từ khi anh gia nhập làng giải trí xứ Kim Chi đến nay. Mới đây, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, công ty Netflix tại Việt Nam đã chấp thuận gỡ bỏ bộ phim Pie Gap trên dịch vụ cung cấp tại nước ta sau khi xuất hiện các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong một số tập phim. Cụ thể, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông xuất hiện tại phút thứ 12 của tập 2 và phút thứ 52 của tập 3 trong tổng số 6 tập của bộ phim Pie Gap. Việc để xuất hiện các thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam trong các tập phim nêu trên của công ty Netflix đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam, theo khoản 3 và khoản 4 điều 9 luật báo chí nêu rõ, nghiêm cấm cung cấp những nội dung kích động chiến tranh, vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc. Bên cạnh đó, theo khoản 4 điều 11 luật điện ảnh, nghiêm cấm các nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, vĩ nhân anh hùng dân tộc. Còn về mặt xã hội, việc vi phạm của công ty Netflix đã làm tổn thương, tình cảm và gây phẫn nộ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp trong 12 tháng qua, công ty Netflix bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 7 năm 2020, bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, Put Your Head on My Shoulder, và vào tháng 8 năm 2020, bộ phim Bà Ngoại trưởng Madame Secretary trên dịch vụ của công ty Netflix cũng đã xuất hiện các hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông. Vì thế, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã nhanh chóng có văn bản yêu cầu Netflix ngay lập tức phải gỡ bỏ các bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Trước những cảnh báo nghiêm trọng cứng rắn từ phía cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, ngày 30 tháng 6 vừa qua, công ty Netflix đã phải gỡ bỏ bộ phim Pie Gap trên dịch vụ tại Việt Nam. Chuyện showbiz của Sài Gòn TV Entertainment ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và Hồng Nhi rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt với quý khán giả tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 19h30 phút ngày thứ 3 tuần tới. Còn bây giờ, Hồng Nhi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.